xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một đôi loa tay của Nhật. Đôi loa tay này là đôi loa tay của Panasonic các bác nhé, không phải của Bose đâu. Panasonic 80W 8 ohm. Đây là một trong những đôi loa tay mà thùng nhựa. Những dòng loa mà thùng nhựa các bác nhé, là những dòng loa tay công suất rất cao, rất lớn. Và đôi này nó công suất nó phải ngang ngửa những đôi Bose 301 series 4 nhé các bác nhé. Ngang 301 series 4 luôn. Và tiếng chất đánh cực kỳ hay. Nó sử dụng một con kèn này các bác. Đó. Và nó có một con kèn thạch anh ở đây. Và một con bát 20 lỗ thông hơi phía trước. Đó. Thì đôi loa này, cái chữ Bose này nó dán thêm vào thôi các bác. Từ bên Nhật nó đã dán thêm vào rồi. Em có thể giật bỏ ra các bác. Các bác thích em giật bỏ ra, không để đấy cho nó đẹp. Không có mục đích gì cả, không có mục đích bán nhái hàng gì cả các bác nhá. Nói luôn là loa Panasonic, không phải loa Bose các bác nhá. Nhưng mà chất âm thì nó đúng giống như Bose các bác. Khả năng là bên nước ngoài người ta cũng chơi khôn các bác. Những dòng loa này giá rẻ mà lại hay. Đôi loa này thì em sẽ báo giá luôn các bác. Một đôi loa tay các bác có thể ghép vào loa, loa lời hát karaoke chuyên nghiệp được. Đánh rất là sướng các bác nhá, công suất chịu đòn lớn. Thì đôi loa này với cái trở kháng 8 ohm các bác có thể ghép được bất kỳ đôi loa nào ở nhà các bác. Trở kháng rất dễ chơi. Những dòng loa tay mà các bác. Và đôi loa này em đánh với con ZA-S11. Đây là một trong những dòng âm đi thuốc của những dòng loa Bose. Thì y như rằng đánh vào loa này cực kỳ hay các bác. Chiếc âm đi giá chỉ có 1 triệu 8 thôi các bác. 1 triệu 8 thôi. Chiếc âm đi ZA-S11 cực kỳ hay và đẹp. Đó. Và bắt đầu có Bose. Có những đôi Bose 201 đánh âm đi này hết chất luôn. Và đôi loa Bose này trước mặt các bác, em để các bác giá 2 triệu 6. 2 triệu 6 cộng với 1,8 triệu, các bác hình dung không? Nó chỉ đâu đó là 4 triệu 6 thôi. Tổng tất cả 4 triệu 2 thôi. 4 triệu 4. 4 triệu 400 nghìn đồng cả bộ này các bác. Chưa đến 5 triệu đánh dã man con ngan luôn. Các bác ghép con vang vào hát luôn các bác. Riêng đôi loa này với con âm đi này ghép vang vào hát luôn rồi các bác. Chỉ có 4 triệu 400 nghìn đồng. Nghe hay hát hay, nếu mà trong phòng nhỏ nghe cực sướng các bác. Các bác nghe thử đấy ạ. Lưu ý giúp em mà đây là một đôi loa các bác có thể nghe đa thể loại như những dòng loa Bose các bác nhé. Mà chỉ có 2 triệu. Chỉ có 2 triệu 600 nghìn đồng. Rất hiếm gặp các bác. Đánh dã man các bác. Kèn của nó rất là chất các bác nhá. Đánh cực kỳ phê. Nếu bộ này các bác ghép con vang vào hát thì còn tiếng còn nhẹ nhàng, nhẹ hơn Bose CD Bose 201 CD các biến thể. Bose 201 CD 1, CD 2, CD 3, CD 4. Em khẳng định các bác luôn, đắt hơn đôi này nhưng mà nó chỉ đẹp hơn thôi, không thể hay bằng đôi này được. Đôi này rất hay các bác nhá. Thùng nhựa. 2 triệu 6 với âm ly 1 triệu 8, tổng là 4 triệu 400 nghìn đồng. Tuyệt vời các bác. Rồi bác nào có nhu cầu lấy thì hãy nhắn tin qua số điện thoại 098 119 3656 giao hàng toàn quốc. Và xin kính chào tất cả các bác.